Từ ngày mà làm việc với mấy người học Pháp Luân Công tới giờ, không nhìn hai người này ly thịt. Báo ký suốt, nhất định không ký. Công nhận lây thật á. Thôi hai chú về trước đi, anh còn một số việc để làm báo cáo sếp. Anh ngồi lại sau nha. Thôi cho anh lại ha, Ở chúng về đi. em đi trước. Chào mẹ. Sao hôm nay về trễ thế con? Suốt ngày Pháp Luân Công. Con nói cái gì đó? Hôm nay trên phường ấy, con giải quyết với hai người tu luyện Pháp Luân Công lợi dụng mùa dịch tuyên truyền trái phép. Nhà nước không cấm tập Pháp Luân Công, sai lại là trái phép của con. Con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có học Pháp Luân Công nữa, nó ảnh hưởng đến công việc của con. Tập Pháp Luân Công để có sức khỏe, tu tâm dưỡng tính, nâng cao đạo đức con người để làm người tốt, rồi học ba chữ chân thiền nhẫn để làm người tốt hơn nữa. Vậy vì lý do gì mà ảnh hưởng đến công việc của con? Toàn làm mê tín không? Nào là tặng hoa sen, chín chữ vàng được bình an. Toàn làm những việc mê tín không? Những người học Pháp Môn Công, tu theo chân thiền nhẫn cũng giống như mẹ nè. Mẹ đang học Pháp Môn Công nè, mẹ thấy tốt thì chia sẻ cho mọi người, còn tặng cho họ chín chữ chân ngôn của Đại Pháp để được bảo hộ bình an. Vậy có gì là không tốt hả con? Con là An Linh, con phải nắm vững các luật chứ. Con tìm hiểu kỹ rồi hãy nói sai sẽ không tốt cho con đâu. Nghiệp sẽ tạo ra từ lời nói của con đó. Còn xã hội ngày nay không điều xấu nào mà không làm cả con ạ. Mẹ nói nhiều quá. Bây giờ á, một á là mày chọn Pháp Luân Công, hai á là mày chọn con. Mày chọn Pháp Luân Công á thì mày ra khỏi nhà đi. Hương, Hương, cho con với mẹ một lần, cả đời mẹ đã thọ tần gánh con.
con gánh mẹ đâu đón, cả lòng mẹ đã gánh con biết trời. Ngày xưa mẹ gánh ai, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cát, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày tháng cay. Cho con sắm xa cây, lỡ đâu lá rụng tuổi này gánh sao. Mẹ ơi sông biến dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính. Alo. À, Phương em. Dạ. À, giờ đang làm gì đó? À, có chuyện gì không anh? À, thì cũng có gì đặc biệt. Chuyện là ngày mai đám giỗ của mẹ anh đó, nhưng mà anh không có về được. Anh tính nhờ em với Thiếp qua nhà anh phụ giúp mà. Dạ, rồi rồi rồi, mai, dạ dạ, rồi mai em qua. À, anh cảm ơn nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi mời cả nhà nào cho nâng ly nào. Rồi, hôm nay nhà có dỗ, chúc mọi người được khỏe nhá. Bác gấp thật lực cho gia đình khỏe. Ăn đi các bác. Mọi người ăn cho vui vẻ. Nghe nói anh chị có cái đứa em học Pháp Luân Công à? Dạ đúng rồi. Thế à? Dạ. Thế em học được lâu chưa? Dạ em đã học hơn 5 rồi đó anh. Thế học cái đó có tốt gì không? Dạ học cái này tốt lắm. Thế à? Dạ, từ khi em đã học với Pháp Luân Công này là em đã hết bệnh nữa, mà bây giờ học được học sinh giỏi, được học bổng đi du học ở bên Đài Loan anh. Ồ thế à? Dạ. Thế chị cũng giới thiệu cho mọi người cùng học với. Dạ, thế nên em muốn học mà dạ, em để cho nó đỡ bệnh mà. À, thế nhá. Dạ. Thế vậy để sau cái buổi giỗ đi rồi em hướng dẫn cho mọi người mấy bác mấy cô mấy chú nha. Học này là về phải tự mua cuốn sách à? Dạ không, cái này nếu như mà cái này học cái này là hoàn toàn miễn phí anh. Dạ. Dạ. Thế tốt quá nhỉ, dạ, để học mà khỏi bệnh mà không mất tiền thì tốt dạ, quá. Dạ đúng rồi đúng rồi. Để cho mọi người học với nhá, cho các bác học đi cho nó đỡ bệnh nhá. Ôi giời. Anh muốn học à? Đúng, thế đi học cái đây, gì đây. Sao? Em nói học cái này có khi đốt nhà bỏ việc cũng nên. Ôi sao thế nhỉ? Em nói sao? Cái Pháp Luân Công là dạy người ta tu luyện là sức khỏe với tâm tính, làm sao đốt nhà? Hôm qua em mới làm việc bắt hai người trên phường tội phát sách tuyên truyền Pháp Luân Công. Dạ đây đây con mời chú xem. Dạ, đây con mời cô xem. Dạ, đây đây mời. Về Pháp Luân Công dạy mọi người tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhẫn làm sao đốt nhà. Hiện tại giờ 100+ quốc gia vẫn đang luyện cái này, mà thậm chí người ta còn đưa vào trường học cho các học sinh học nữa. Không tin. Ôi, mọi người đừng có nghe em ấy nói lung tung. Và theo được biết thì cái bộ môn Pháp Luân Công này, ai theo học cái bộ môn này đều tu chân thiện nhẫn mà trở nên người tốt. Còn đối với em Tùng, từ khi em học cái bộ môn này rồi thì em trở nên là ngoan ngoãn chăm học, mà được học sinh giỏi nữa, mà bệnh tình của em ấy được thuyên giảm. Dạ, rất là tốt luôn á chú. Cảm ơn thế, cũng dạ, thế tốt quá. Nhiều gương lắm. Tôi mình không tin. Nhiều nước thế giới lập này là... Nói em ấy hoài em ấy cũng không hiểu. Thôi đi vô anh. Thì cháu nói làm sao cân nhắc thế, cẩn thận đo lường cho kỹ, làm như thế thì vợ chồng anh chỉ quý như giận đấy. Kể đi. Kể được nói thế thì
mình nhiều khi người nhà với nhau nói như vậy mình phải cần một chút kinh nghiệm con ạ. Thế thì các bác thấy tình hình tốt lắm nhỉ. Thế trong nhà mà. Em nghe anh Quý ơi, anh gọi anh có gì không? À, hôm nay ở nhà mình là cùng nhau làm đám giỗ, mọi người đang vui, chú Phương làm bên công an nói em học Pháp Luân Công rồi sẽ về đốt nhà. Anh bực mình quá, nói anh không biết dạy em. À, anh à, không sao đâu. Thực ra thì chú đó làm công an, chú đó hiểu sai về em. Nhưng mà anh, chị dâu và các cháu hiểu em là người tu luyện theo chân thiện nhẫn. Em có trách nhiệm với xã hội, em có trách nhiệm với bản thân em. Em không hại ai cả. Chú Phương nó làm công an thì người ta nói sao nó nghe vậy. Thật ra thì nó cũng không có biết gì về Pháp Luân Công. Thôi anh nghỉ ngơi đi, để em sẽ gọi điện thoại giảng chân tướng cho nó. Mẹ nó còn đuổi ra khỏi nhà, em giảng chân tướng gì mà lọt vào tai nó. Thế để em thử cái đã. Ờ, rồi vậy em gọi nó đi. Ờ, anh chào em. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, dạ, nghe đây. Hôm nay á, anh nghe anh Quý nói với anh là em có hiểu sai về Pháp Luân Công. Anh nói cho em nghe nè, anh là người tu luyện Pháp Luân Công. Việt Nam cũng có rất là nhiều người theo tập môn này, cả thế giới hơn 140 quốc gia cũng theo tập. Thế mà em nói anh là tu luyện Pháp Luân Công rồi về đốt nhà. Anh hỏi em, chẳng lẽ cả thế giới người ta tu rồi người ta cũng về đốt nhà hay em? Anh nói em nghe, em chớ có nghe những lời vu khống bị đặt, mà em hiểu sai về môn tập này. Được rồi, nếu em không tin á, thì để anh kể về cuộc đời của anh cho em nghe. Đưa xem nào. Xem nào. Nhớ đó. Đứng đây. Các em đem tiền học phí lên nộp để cô giao lại cho nhà trường nhé. Thưa cô. Chuyện gì để em? Nay em lên phòng hiệu trưởng, không biết ai đã lấy 1 triệu của em rồi. Giờ em không đủ tiền để đóng ạ. Em tìm kỹ chưa? Dạ em tìm kỹ rồi. Cô biết rồi, em ngồi xuống đi. Vâng. Ai lấy tiền ạ? Cả lớp im lặng để tiếp tục buổi học. Hôm nay các bạn nào đem tiền thì nộp cho cô, còn bạn nào chưa có thì ngày mai nộp nhé. Còn bây giờ chúng ta làm bài kiểm tra về văn chứng minh. Huy, lên giúp cô lấy đề phát cho các bạn.
Trước khi làm bài kiểm tra, cô có mấy lời muốn nói với tất cả các em. Là một con người, các em sống và làm việc cần phải chân thành, thật thà và nhẫn nhịn. Trong tâm luôn luôn mang thiện lương. Nếu từ bây giờ các em không học làm người tốt, mà nảy sinh hành vi lấy trộm những thứ không thuộc về mình, thì trong tương lai hay ngay bây giờ, các em sẽ không có được niềm tin của bạn bè, thầy cô và những người xung quanh. Chính các em đã đánh mất đi giá trị đạo đức và nhân phẩm cao thượng của bản thân. Và khi làm chuyện xấu, chính chúng ta sẽ tạo ra tội, tạo ra nghiệp. Các em ai cũng lớn rồi, đã có thể hiểu được thế nào là tốt xấu khi mình làm. Cho nên cô hy vọng số tiền của bạn Huy sẽ trở về tay bạn. Và cô tin rằng kể từ bây giờ và cho đến mãi sau này, các em ai cũng sẽ là một người tốt. Thôi, các em tiếp tục làm bài đi. Tùng ơi, hôm nay em bị sao vậy Tùng? Làm gì mà mặc bí xị vậy? Em có sao không Tùng? Tay em nhức quá chị ơi. Em có đau lắm không? Để chị đi lấy thuốc cho em uống nha. Thuốc đi Tùng. Trời ơi. Chị. Không sao, không sao đâu em, không sao đâu anh. Không sao đâu. Không sao đâu. Em cố lên. Đợi anh về rồi anh chị dẫn em đi mổ nha. Bây giờ em cứ bình tĩnh em nằm nghỉ nha. Rồi đợi anh về. Chính các em đã đánh mất đi giá trị đạo đức và nhân phẩm cao thượng của bản thân. Và khi làm chuyện xấu, chính chúng ta sẽ tạo ra tội, tạo ra nghiệp. Tùng có chuyện gì? Sao lại Tùng bị chị dâu la mắng sao? Không, chị dâu rất tốt. Chắc Tùng bị người yêu xù bỏ chứ gì? Mình nhà nghèo, mình chốt, ai mà thèm yêu chứ. Có bạn đang yêu thầm Tùng á. Thôi, có chuyện gì Tùng cũng phải cố gắng lên. Tùng là con trai mà, sao lại yếu đuối thế? Thank you.
đây. Lấy nha. Hôm nay hả? Ừ. Mày có chuyện mới á? À, tôi có cái tài liệu tham khảo toán học kỳ này nè. Đó. Anh phải thử vô đây nè. Cuối cùng thi cho tốt nha. Cô ơi, ai đã trả cho em 1 triệu rồi, vậy là em có đủ tiền đóng rồi. Cô ơi. Tùng, có chuyện gì vậy em? Dạ, em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Dạ thưa cô, tiền của bạn Hy là do em lấy. Thật sự là em không muốn làm người xấu, nhưng mà tại vì em bị bệnh đau tai nên em mới nổi lòng tham lấy tiền của bạn. Thật lòng em xin lỗi cô. Tốt, em thật sự hiểu vấn đề rồi đó. Dạ, khi em mới lên 2 tuổi, lúc đó mẹ em mất. Sau thì ba em cũng theo mẹ em luôn. Anh ơi, bố đâu, mẹ đâu? Sao lâu rồi em không thấy? Bố mẹ đi công tác xa chưa về? Anh nói xạo, anh à, kể sự thật cho em biết đi. Anh nói đi. Anh à, anh nói sự thật cho em nó biết đi. Dù sao em nó cũng lớn rồi mà. Bố mất, mẹ cũng mất rồi em à. Em không tin, em không tin. Anh nói xạo em. Tùng ơi, em còn có anh chị luôn yêu thương và chăm sóc em mà. Mở cửa cho chị đi. Tùng ơi, Tùng với Tùng. Cô hiểu rồi. Cố gắng lên em, đừng buồn. Cố gắng học để không phụ lòng anh chị đã nuôi em. Bây giờ cô có cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cô tặng cho em học. Em về đọc sách trước đi, rồi mỗi ngày chờ cô sau giờ tan học cô chỉ cho em luyện công. Cô tin em sẽ có sức khỏe và sống tốt hơn. Dạ, em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô nhiều. Thôi trễ rồi, em về đi để anh chị trông. Dạ, em chào cô, em về. Ủa Thương, giờ chưa về? À, thôi trễ rồi, để Thương chờ Tùng về nha. Lúc nãy Thương nghe hết chuyện của Tùng rồi đúng không? Ừ. À, sáng mai chủ nhật Tùng qua đón Thương đi chơi nha. Tùng có chuyện muốn nói. Ờ, à, cũng được, mai không phải làm bài tập. Vậy Thương ở nhà đợi Tùng nha. Vậy à, mai 8 giờ Tùng qua đón Thương nha. Ok. Ok. Điểm đi cô ơi. Cô ơi, đọc điểm đi cô. Điểm đi cô. Hôm nay cô đọc điểm thi cho cả lớp nha. Dạ. Học kỳ 2 này lớp chúng ta có một bạn thi đạt điểm tối đa cho tất cả các môn. Wow. Bạn đã lấy được học bổng và sắp tới được nhà trường chọn đi du học. Đầu năm bạn là học sinh yếu kém của lớp, nhưng bây giờ bạn lại là học sinh xuất sắc nhất, đứng đầu toàn trường. Đó là bạn Tùng. Tùng, em lên đây chia sẻ cho cả lớp nghe về quá trình nỗ lực của em trong học tập. Để có được như ngày hôm nay, đó là nhờ quyển Chuyển Pháp Luân mà cô đã tặng cho mình.
quyển sách đã đưa cuộc đời của mình sang một trang mới. Nhờ tô theo chân thiện nhẫn mà tâm tính của mình đã thay đổi hẳn lên. Nhờ luyện năm bài công pháp mà sức khỏe của mình đã được cải biến. Căn bệnh quái ác đã hành hạ mình mấy năm qua, nay đã khỏi hoàn toàn. Kết quả học tập của mình vượt quá sự mong đợi. Thú thật với các bạn, tiền mà bạn Huy bị mất đầu năm là do mình lấy. Mình xin lỗi bạn Huy. Nghèo còn đắt. Nhưng nhờ tu theo chân thiện nhẫn mà hôm nay mình dám đứng trước lớp để nhận lỗi. Cuộc đời của mình quá may mắn, mình đã đắc được pháp môn này. Đại pháp quá kỳ diệu, chuyển pháp luân thật tuyệt vời. Em cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ em. Mình cảm ơn cả lớp đã lắng nghe mình chia sẻ. Các em lại được nghe câu chuyện của bạn. Bạn Tùng nhà nghèo, trước đây lại thường xuyên bị căn bệnh của mình hành hạ, làm cho bạn suy nghĩ tiêu cực, bế tắc. Đầu năm bạn đã lấy tiền của bạn Huy nhưng đã biết sai và trả lại. Từ một người xấu học hành yếu kém, bạn tu tâm tính sửa lỗi lầm và vượt lên trở thành học sinh giỏi. Cô rất vui. Cô cũng thấy hầu như thời nay, đa số các em, gia đình tuy khá giả nhưng mà học hành lại sa sút, lại vướng phải yêu đương nam nữ quá sớm khi bản thân mình còn là học sinh. Các em đã nghe và thấy sự thay đổi của bạn. Cô mong các em hãy chọn cho mình cách sống để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi mời cô uống nước. Dạ, cảm ơn thầy. Cô Huệ, cô biết tại sao tôi gọi cô lên đây gặp tôi không? Dạ, em không biết lý do gì thầy gọi em lên đây. Nhưng em nghĩ là thầy muốn biết về tình hình học tập của lớp 12A5 mà em chủ nhiệm. Hôm nay tôi gọi cô lên đây là cũng có hai vấn đề. Thì vấn đề thứ nhất là tôi cũng đánh giá về cái năng lực cũng như là cái kết quả mà cô đạt được những năm giảng dạy vừa qua. Còn cái vấn đề thứ hai, tôi cũng nhắc nhở cô học pháp luân công ở nhà là được rồi. Cô đừng chia sẻ vào trường, rồi bảo các em tập pháp luân công. Trên sở họ chưa cho phép đưa vào trường. Thầy ạ, thầy biết rồi đó, lớp em là một lớp cá biệt. Vậy mà từ khi các em đọc sách chuyển pháp luân, các em trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời thầy cô. Học hành thì hầu như là khá hơn so với mấy năm trước khi mà các em chưa biết đến pháp luân công. Vậy có gì đâu, chân thiện nhẫn là tốt. Nâng cao giá trị và đạo đức con người, các em trở nên học tốt, người giỏi, thì lợi ích đó chẳng phải là thuộc về gia đình phụ huynh. Rồi thầy cô ở trường cũng bớt lo về vấn đề học sinh quậy phá hay sao? Thầy làm hiệu trưởng, em nghĩ thầy cũng nên tìm hiểu và ủng hộ để tương lai các em được tốt hơn. Nhiều nước trên thế giới đã đưa môn tu tâm luyện mệnh này vào trường học. Vậy thì tại sao đất nước mình lại còn hạn cuộc vậy? Theo thầy thì chân thiện nhẫn là tốt hay là xấu mà lại cản trở? Tôi biết chân thiện nhẫn là tốt, nhưng trên sở họ đưa xuống như thế thì tôi biết nói gì đây. Thầy ạ, thầy nên đọc cuốn sách chuyển pháp luân một lần. Em tin thầy sẽ hiểu và chia sẻ với trên sở giáo dục. Môn tu luyện này là để dạy con người á, là nâng cao giá trị đạo đức. Từ học sinh hư hỏng mà trở nên ngoan hiền. Điển hình như em Tùng của lớp em, thầy cũng biết hoàn cảnh của em ấy rồi đó. Vậy mà từ khi em ấy tu luyện môn chân thiện nhẫn thì giờ em trở thành học sinh giỏi nhất trường, lấy được học bổng và được chọn đi du học đó thầy. Điều tốt đẹp như vậy thì thầy nghĩ sao? Thôi được rồi, cô đi về đi. Có gì tôi sẽ trao đổi lại xem sao. Dạ, em cảm ơn thầy. Thank you.
Thương với Tùng quen nhau cũng đã lâu rồi. Bây giờ Thương muốn chúng mình dừng xa tình bạn hơn chút nữa. Cho Tùng Hương. Rồi có vậy mà. Hương nghe Tùng giải thích, Tùng biết Hương yêu Tùng rất là nhiều. Trong thời gian qua Hương giúp Tùng rất là nhiều. Tùng cũng yêu thương, nhưng mà vượt quá giới hạn của phép, Tùng không cho phép mình làm như vậy. Tại sao chứ? Anh chị Tùng có dạy lớn lên phải học hành đàng hoàng, sao có công ăn việc làm rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Ngày xưa các cụ cũng vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Tùng không muốn là hai ta đến với nhau như vậy. Xã hội bây giờ nó đã loạn rồi, thì mình không thể như vậy mà mình loạn theo. Hương có hiểu cho Tùng không? Mình hiểu rồi. Mình có quyển sách này muốn gửi tặng cho Thương. Đây là quyển sách rất trân quý. Nó không như những quyển sách bình thường. Cả thế giới rất là nhiều người đang tìm đọc nó, nhưng cũng có rất là nhiều người tìm mãi mà không thấy. Nay có cơ duyên, quyển sách đã được gửi đến Thương. Tùng hy vọng là Thương sẽ đọc hết. Cảm ơn Tùng, Thương sẽ đọc hết. Mình tin Thương. Còn nữa. Đây là hoa sen bảo bình an, mình gửi tặng cho Thương. Mong Thương hàng ngày hãy niệm chín chữ vàng, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Thương sẽ được bình an, thần Phật sẽ bảo hộ cho những người tín thần. Cảm ơn Tùng nha. Hoa sen đẹp lắm, Thương sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Ừ. Thôi trễ rồi, mình về đi. Thôi mình về. Câu chuyện cuộc đời của anh là như vậy. Em nghe rồi em nghĩ thử nó như thế nào. Nhưng mà anh phải biết là cái pháp Hồng Kông á, nó chưa có cho phép ở Việt Nam. Anh không biết là em nghe cái tin này ở đâu ha. Theo anh biết á, là pháp Luân Công đã hồng truyền cho 140 quốc gia. Hàng trăm triệu người luyện tập mỗi ngày, vì đây là giá trị chân thiện nhẫn mà con người ai cũng cần. Anh không có nghe cái tin nào nói rằng là pháp Luân Công không được công nhận ở Việt Nam cả. Cái pháp Hồng Kông là của Trung Quốc, anh hiểu không? Em nói vậy là có ý gì? Em phải biết rằng Trung Quốc là thần châu, có văn hóa thần truyền 5.000 năm lịch sử. Những giá trị đạo đức, nhân lễ, nghĩa trí tính, công dung ngôn hạnh, rồi đạo đức kinh của Lão Tử, tất cả đều giáo dục con người hướng thiện, tôn kính trời đất, tôn kính thần Phật. Em thấy đó, từ ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, nào là phong trào cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, nó phá hủy hết thảy tất cả giá trị đạo đức đó. Con người càng ngày càng bại hoại, mổ cướp nội tạng của học viên pháp Luân Công, phong trào thảm sát Thiên An Môn, tất cả những cái đó không đủ để chứng minh là Đảng Cộng sản Trung Quốc nó tà ác cỡ nào hả em? Mấy người tốt nhanh tôi thấy dễ bị lợi dụng lắm. Anh không hiểu em nói như vậy là sao. Em phải biết rằng những người tu luyện pháp Luân Công là những người tu theo chân thiện nhẫn, làm gì cũng nghĩ cho người khác. Tiên tha hậu ngã thì em nghĩ đi, họ hiểu khi sinh không mang đến, khi tử không mang gì theo, thì liệu có vì danh lợi tình mà họ lại bị lợi dụng hay không? Theo anh thấy, những người bị lợi dụng là những người chấp vào danh vào lợi thì mới bị tà ác, thao túng. Như vậy thì mới bị lợi dụng đó em. Bây giờ anh chọn Pháp Luân Công hay là anh chọn Việt Nam? Anh nghĩ là cái câu hỏi của em nó rất là vô lý. Bởi vì đây là chân thiện nhẫn, là giá trị phổ quát mà ai cũng cần. Đây không phải là một món hàng mà lựa chọn cái này hay là lựa chọn cái kia. Dù anh ở bất cứ đâu, anh vẫn hướng theo mà tu luyện cho tốt. Phương à, anh khuyên em thật nha. Nếu em không tu thì thôi, nhưng mà em tham gia can nhiễu bức hại những người tu luyện pháp Luân Công á, thì anh nghĩ em phải coi lại, chứ không là tương lai của em không có kết quả tốt đẹp đâu mà. Thôi nói nhiều quá, tôi mệt quá.
tôi đi ngủ đây. Phương à, alo, Phương. Thằng. Tùng có hay gọi điện cho Thương không? Anh ấy cũng bận công việc lắm, thi thoảng mới gọi sang thôi. À, hồi chiều Thương có gọi cho anh Tùng, nói là hôm nay Thương và các bạn đến trường để mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Anh ấy cũng vui lắm và gửi lời chúc mừng. Theo Huy thấy ấy, Tùng sao lại để Thương gọi điện trước? Và lại, người đàn ông là phải có tính ga lăng. Hay là Tùng có người khác rồi? Chắc không có chuyện đó đâu. Sao mà biết được? Qua bên đấy 3 năm, có điều gì để chắc chắn? Hay là Thương yêu tôi đi, tôi có đủ điều kiện để lo cho Thương. Không được, bạn đừng nói thêm lời nào nữa. Nếu như bạn còn coi tôi và Tùng là bạn, hãy tôn trọng tình bạn của chúng ta. Nhưng mà tôi yêu Thương mà. Bạn nên nhớ, cả hai chúng tôi đều là người tu luyện, sống và làm việc theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Để làm người tốt, bạn sẽ hiểu được thế nào là ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của đạo đức. Chúng tôi luôn luôn giữ gìn đức hạnh và thủy chung của mình, không bao giờ có ý nghĩ phản bội nhau. Nếu bạn muốn học, tôi sẽ tặng cho bạn quyển sách Truyền Pháp Luân. Để bạn làm người tốt, không phản bội bạn bè và người thân của mình. Hôm nay tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi. Bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chào Huy, tôi về. Thương. Thương. Ơ kìa. Thương. Đi làm về mà trông mệt mỏi thế hả con? Trên cơ quan thông báo họ tin giảm biên chế. Con bị cho nghỉ việc rồi. Thôi không sao con ạ.